Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài cũng đã đến thăm tặng hoa chúc mừng các cơ sở giáo dục đào tạo, tôn giáo là Đại chủng Viện Huế và Học viện Phật giáo Việt Nam nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Tại Đại chủng Viện Huế, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Chí Tài đã tặng hoa chúc mừng các linh mục, các thầy cô giáo ở Đại chủng Viện Huế. Trong những năm qua, Đại chủng Viện Huế đã không ngừng nâng cao chất lượng trong việc dạy và học, đã đào tạo ra nhiều linh mục cho tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, ông Nguyễn Chí Tài đã gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể chư tôn đức, mong muốn rằng hội đồng điều hành học viện, các giáo thọ, giảng viên và các tăng ni sinh Phật giáo Việt Nam tại Huế tiếp tục cống hiến trí tuệ, tâm huyết của mình cho sự nghiệp đào tạo tăng tài tại tỉnh, xứng đáng là một trong những địa chỉ đào tạo uy tín của cả trong và ngoài nước. Xứng tâm là trung tâm đào tạo đa ngành, đa chức năng, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh.